Ở những vòng thi trước thì cô đọc comment nói là Lady Mây xử lý quá cứng, kỹ thuật thì nhiều nhưng mà làm cho người nghe bị ngợp quá, cho nên là ở vòng này cô muốn là bạn ấy phải có một sự trưởng thành trong cách tư duy xử lý bài, làm sao cho tinh tế hơn và truyền cảm với mọi người hơn. Cái phần đầu tiên nè, chorus đầu tiên, bây giờ cái phần verse đầu đi, verse đầu lại vào, mình sẽ hát legato khá nhiều, giữ đan biết vừa phải thôi ha. Đời em là khoảng vô tôi vạn năm chợt tìm chưa ra lối. Rồi em ghi tên anh, em ghi tên anh hẳn lên thân em nguyên sơ, thân em nguyên sơ dặm thêm đôi mắt câu thơ. Cái phần bắt đầu thế này là mình chỉ hát nhẹ 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 buông giật, sau đó mình sẽ chốt lại, bởi vì nó đã nhẹ nhẹ buông giật nên mình sẽ là Anasina, đúng không? Nhưng mà lần thứ hai cô bắt em buông thì ngược lại, đúng cái câu chốt nó lại phải dịu lại. Stamina là một kỹ thuật rất là khó trong bài hát này, đòi hỏi bạn phải có một cái sự chịu đựng giọng hát rất lớn, làm sao để giữ cao trào và cường độ mạnh mẽ từ đầu bài đến cuối bài mà bạn không bị mệt. Bạn phải có một hơi rất là vững chắc, cũng như là những cái kỹ thuật thanh nhạc tốt để bạn có thể hát những nốt cao liên tục một cách thoải mái. Em cứ dặn cho cô 3 lần như vậy mới bắt đầu mới lên cái nốt này. Rolling gằn giọng này cộng với là belting voice rất là nhiều trong bài, và Lady Mây đã làm rất tốt điều này. Nhưng mà gàn nguyên bài nghe mệt quá ha, cho nên phần đầu tiên phải nhẹ nhàng thôi. Trái tim nhỏ bé. Rồi trái tim nhỏ bé thì cái đoạn verse đầu tiên là trái tim nhỏ bé. Cái chính của cái đoạn này là sự tương phản rất lớn, tương phản cực lớn để người ta cảm thấy là dễ chịu. Chứ mình hát là trái tim nhỏ bé nghe rất mệt. Trái tim nhỏ bé. Đến rất cao, mà cô còn ác hơn là cô đã dựng một cái nốt rê 6 phiêu cho bạn ở cuối bài rồi đó, cho nên là quãng giọng lần này kinh khủng khiếp rộng luôn. Và cái khó của Lady Mây là làm sao làm điều đó cho thật tốt trong bài. Trong bài có nhiều điệp khúc quá, hát giống nhau không có được, giờ làm gì giờ? Cho nên là cô đã dặn staccato cho phần sau. Trái tim nhỏ bé. Trái tim nhỏ bé. Tao chẳng hết. I'm a sinner. I'm a sinner. Cùng đôi ba câu thơ, tức là cũng muốn cái kim bình nó nhẹ hơn tí. Đôi ba câu thơ nó hơi sớm cái chỗ đó, nhanh chút xíu. Nó hơi tối, nó bị dính cho nó tối. Em hát nhanh mà em không bắt micro đâu. Đôi ba câu thơ, đôi ba câu thơ, đôi ba câu thơ, đôi ba câu thơ. Mình chưa hay, đôi ba câu thơ, nhớ là đôi ba câu thơ, đôi ba câu thơ, đôi ba câu thơ. hai cô trò tập luyện thực ra rất là vô tư, hăng say lắm, bởi vì cô nói với Lady Mây đó là thôi em còn trẻ như vậy mà vào đến tận cái vòng thi này quá sức là xong rồi, và toàn những anh chị lâu năm trong nghề, cho nên là thôi đừng nghĩ nhiều, hăng say tập luyện là được rồi, hát với cảm xúc của mình, vô tư chạm đến khán giả là mừng rồi.